Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin cựu cố vấn Trump cảnh báo mối nguy từ Trung Quốc ngày càng lớn. Ngày 28 tháng 9, VOA tiếng Việt cho hay cựu cố vấn của Trump, hệ tư tưởng của Trung Quốc là mối nguy cho tất cả. VOA dẫn lời cựu cố vấn an ninh quốc gia của chính quyền Trump, ông Robert C. O'Brien, phát biểu trong một cuộc thảo luận do Viện Doanh nghiệp Hoa Kỳ về thách thức mà Hoa Kỳ phải đối mặt khi đối đầu với Trung Quốc trên trường quốc tế là gần như quá mức và vượt xa một số cuộc khủng hoảng lịch sử tồi tệ nhất mà đất nước này từng gặp phải. Hình ảnh bài trên VOA. Tôi nghĩ rằng mối đe dọa mà chúng ta phải đối mặt từ Trung Quốc nghiêm trọng hơn nhiều so với mối đe dọa mà chúng ta từng phải đối mặt với Liên Xô trong chiến tranh lạnh, ông O'Brien nói. VOA trích lời bà Bonnie Lin, giám đốc dự án quyền lực Trung Quốc tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế trong một phúc trình được công bố vào sáng ngày 26 tháng 9 cho rằng các chính sách tương lai của Hoa Kỳ đối với Trung Quốc có thể sẽ đi theo cùng một hướng bất kể bà Harris hay ông Trump thắng cử. Bà Lin viết, nhóm Harris và Trump chia sẻ quan điểm rằng Trung Quốc thách thức và đe dọa trật tự đã thiết lập của quốc tế, hòa bình và ổn định ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương và Hoa Kỳ. Quản lý Trung Quốc hoặc chiến thắng trước Trung Quốc sẽ là ưu tiên hàng đầu của chính quyền Hoa Kỳ tiếp theo vì sự cạnh tranh gay gắt của Hoa Kỳ với Trung Quốc có khả năng sẽ tiếp tục. Tuy nhiên, bà Lin cũng chỉ ra một số lĩnh vực mà chính quyền Trump có thể khác biệt, bao gồm việc thực hiện các chính sách thương mại khắc nghiệt hơn và áp đặt các biện pháp đàn áp sâu rộng hơn đối với các hoạt động gây ảnh hưởng của Trung Quốc tại Hoa Kỳ. Bà cho biết điều chưa rõ ràng là mức độ mà ông Trump sẽ tiếp tục nuôi dưỡng một số liên minh trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương mà chính quyền Biden đã nỗ lực củng cố và liệu ông có tiếp tục hỗ trợ Đài Loan hay không. Hình ảnh cựu cố vấn an ninh quốc gia của chính quyền Trump Robert C. O'Brien. VOA tiếp tục dẫn khẳng định của ông O'Brien rằng chính quyền Trump trong tương lai sẽ tập trung vào việc thể hiện sức mạnh kinh tế, ngoại giao và quân sự của Mỹ đối với Trung Quốc và chống lại những gì mà cựu Tổng thống coi là các hành vi không công bằng của Trung Quốc. Tổng thống Trump đã nói những gì ông ấy sẽ làm. Ông ấy sẽ tăng thuế đối với Trung Quốc và gửi đi một thông điệp mạnh mẽ rằng chúng ta sẽ không dung thứ cho hành vi trộm cắp tài sản trí tuệ nữa. Chúng ta sẽ không dung thứ cho hành vi bán phá giá. Chúng ta sẽ không dung thứ cho hành vi thao túng tiền tệ. Và chúng ta sẽ có sáng kiến để các nhà sản xuất Hoa Kỳ trở về nước. Ông O'Brien cũng cho biết khi ông ở Tòa Bạch Ốc, ông nhận thấy rằng Trung Quốc không biết mệt mỏi trong nỗ lực mở rộng ảnh hưởng của Bắc Kinh, cho dù bằng cách sử dụng quân đội hay quấy rối các nước láng giềng ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, hay bằng cách tham gia vào các hoạt động gián điệp và gây ảnh hưởng. Theo VOA, đầu năm nay, ông O'Brien đã gây ra phản ứng giận dữ từ Bắc Kinh khi ông đề nghị trang bị cho mọi nam giới trong độ tuổi quân dịch ở Đài Loan một khẩu AK-47 để chống lại cuộc xâm lược tiềm tàng của Trung Quốc. Theo quan điểm của ông O'Brien, điều cần thiết là Hoa Kỳ phải tiếp tục vun đắp cho liên minh chặt chẽ ở khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Tin tốt mà ông O'Brien đề cập là những liên minh đó rất mạnh mẽ. Vẫn theo VOA, ông O'Brien chủ trương Hoa Kỳ cần khôi phục bộ ba hạt nhân của mình, năng lực kết hợp để phóng phi đạn từ trên không, trên bộ và trên biển, vì ngoài mối đe dọa mà đất nước phải đối mặt từ Nga, năng lực hạt nhân của Trung Quốc đang tăng vọt. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin cựu cố vấn Trump cảnh báo mối nguy từ Trung Quốc ngày càng lớn. Ba di dân người Việt bị kết án tù ở Hồng Kông. Ngày 27 tháng 9, VOA tiếng Việt cho hay Hồng Kông kết án tù ba di dân Việt bán thịt chó mèo. VOA dẫn báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng cho biết một tòa án ở Hồng Kông hôm 27 tháng 9 đã tuyên án ba người nhập cư bất hợp pháp từ Việt Nam hơn 17 tháng tù vì kinh doanh một nhà hàng không có giấy phép bán thịt chó và thịt mèo cho những người đồng hương tại đây. Tờ báo nói trên ghi nhận rằng tại phiên tòa được xét xử ở tòa án West Kowloon, luật sư bào chữa cho ba người Việt nói thân chủ của bà không biết rằng việc bán và ăn các món ăn từ thịt chó mèo ở Hồng Kông là bất hợp pháp vì họ đều đến từ một quốc gia mà việc tiêu thụ thịt các loại động vật này là được chấp nhận. Hình ảnh bản tin trên VOA.
VOA cho biết đầu tháng trước, chủ quán ăn người Việt Trần Quang Tân, 51 tuổi, đã nhận tội kinh doanh dịch vụ ăn uống mà không được cấp phép. Ông Tân đã thuê vợ mình là Lê Thị Oanh, 44 tuổi và con rể là Nguyễn Mạnh Đạt, 26 tuổi, làm việc tại nhà hàng trong một căn hộ chung cư ở Moncott vào đầu năm nay. Theo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, cả ba bị cáo thừa nhận tội bán thịt chó làm thực phẩm và sử dụng thịt chó mèo để tiêu thụ. VOA cũng cho biết tờ báo trên dẫn lời thẩm phán Gary Chuman-Hong nói rằng việc bán thịt chó mèo không chỉ vi phạm pháp luật mà còn làm trầm trọng thêm tội làm việc bất hợp pháp tại Hồng Kông. Với tư cách là những người được cấp quyền không bị trục xuất nhưng không có quyền làm việc. Theo VOA, lực lượng thực thi pháp luật đã tịch thu 35 kg thịt chó mèo khi đột kích vào căn chung cư của các di dân Việt trong vụ án này. Những túi thịt này được cho là được vận chuyển lậu vào Hồng Kông bằng đường thủy. VOA tiếp tục dẫn báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng cho biết Hồng Kông cấm giết mổ và bán thịt chó mèo kể từ năm 1950. Những người vi phạm có thể phải đối mặt với án tù lên đến 6 tháng và mức phạt tối đa là 5.000 đô la Hồng Kông. Những hành vi như vậy cũng đã bị cấm ở Trung Quốc đại lục từ tháng 5 năm 2020. Bên cạnh đó, VOA dẫn báo Vietnamnet cho hay việc tiêu thụ thịt chó mèo không bị cấm ở Việt Nam. Tuy nhiên, những người Việt thế hệ trẻ đã có những nhìn nhận khác và mong muốn hoạt động buôn bán thịt chó mèo không gây ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh Việt Nam, hình ảnh một quán ăn Việt tại Hồng Kông. VOA cũng cho biết thêm, tại Hồng Kông, những người nhập cư bất hợp pháp có thể yêu cầu sở di trú bảo vệ để không bị trục xuất. Điều này đảm bảo rằng họ sẽ không bị trục xuất đến một quốc gia mà họ có nguy cơ bị đàn áp hoặc tra tấn. Nhưng theo sắc lệnh di trú, họ bị cấm nhận bất kỳ công việc nào, dù có lương hay không, hoặc thành lập hoặc tham gia vào bất kỳ doanh nghiệp nào. Đây là một hành vi phạm tội có thể bị phạt tối đa là 50.000 đô la Hồng Kông và 3 năm tù. Liên quan đến vụ án này, trước đó VOA đã loan tin về phiên xét xử tại tòa án West Kowloon đối với ba bị cáo trên hôm 8 tháng 8. Bản tin này cũng dẫn tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng cho biết bị cáo thứ tư là Trần Nhật Minh, con trai 16 tuổi của vợ chồng ông Tân và bà Oanh, đã không nhận tội trước ba cáo buộc gồm bán thịt chó mèo, sử dụng thịt chó mèo để tiêu thụ cũng như làm việc bất hợp pháp. Những người Việt bị xét xử trong vụ án này đều đã nộp đơn xin không bị trục xuất khỏi Hồng Kông. VOA dẫn tin từ các tờ báo của Hồng Kông cho biết những người trong gia đình này đã bị bắt giữ từ ngày 29 tháng 2 khi các cơ quan công quyền của Hồng Kông phối hợp hành động đột kích vào căn hộ chung cư của họ và phát hiện ra một lượng thịt chó mèo được cất giữ trong 34 túi. Cơ sở này đã hoạt động được 6 tháng và chỉ phục vụ cho cộng đồng người Việt ở Hồng Kông. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin ba di dân Việt bị kết án tù ở Hồng Kông. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất.